Dạ em Hoa Lan Thanh Mai xin mến chào tất cả quý cô chú bác, anh chị em bạn bè đang trên toàn quốc ạ. Trên buổi sáng nay em lên phát những cái giò hoa lan rừng và đã thuần các bác nhá. Đây là cuối trắng tháng 8 này. Đã thuần này, phi điệp năm cánh trắng Phú Thọ rồi thì tất cả những gương mặt hoa đẹp các bác nhá. Kiều, nói chung là nhiều lắm. Cô chú bác anh chị theo dõi hết video nhá. Số điện thoại đặt hàng là 0372094187. Trà ngon trà sạch nhà em thì lúc nào cũng phục vụ các bác nhá. Chuẩn đất trà Tân Cương, bác nào chưa uống trà bên em thì qua ủng hộ nha các bác nhé, rất là ngon. Thanh Mai sẽ lên cái bụi quế to này luôn các bác sưu tầm này. Cái bụi quế này 20 ngọn các bác nhé, hơn 20 ngọn, với cả ngọn bé các bác nhé, hơn 20 ngọn. Đấy, con đàn cháu đống rất đẹp các bác này. Lá của nó rất là dày cứng các bác nhá, dày cứng đẹp lắm. Mà cái này nó hay không nhá, cái chậu này là mấy chục cái vòi hoa ấy. Vòi hoa của nó là ở trên này phải không ạ? Trên này. Cái vòi hoa ở trên này. Nhưng mà cái cây này kiểu như là năm ngoái cái tự nhiên nó ra vòi hoa dưới này các bác nhá. Ở mãi gốc cái này. Cây nào cũng có vòi hoa ở dưới gốc. Vòi hoa dưới gốc như cái cành này là hai cái này. Đấy. Với lại trên ngọn các bác nhá. Đấy, vòi hoa dưới gốc nữa. Kiểu như là năm ngoái nó chưa ra hết ấy. Là mấy chục cái vòi hoa như nó to lắm. Hôm qua em đếm rồi. Đây ạ. Đây này, vòi hoa của nó đẹp lắm các bác ạ, đây. Cả dưới các bác nhá, cả dưới. Ở mãi dưới, ở đốt dưới của nó ấy. Đấy, đốt giữa thì nó lại bỏ. Đốt dưới mới lại đốt đầu. Có cái thì nó ra đều các bác nhá. Đấy. Ôi ôi. Nhiều vòi hoa lắm. Ôi ôi. Cành nào cũng vậy, như cành to này, này các bác này. Mãi dưới này thôi nhá, mãi dưới này cũng nụ này, xong rồi lại trên này này. Ôi đẹp lắm các bác ạ. Lá nó dày con này. Dày nó bóng đẹp không cả nhà này. Thế mà có một chậu quế nhăn nhá, xíu lên cho các bác, chậu quế lá nhăn. Cái này là 20 giờ vòi, hơn 20 vòi. À quên. Hơn 20 ngọn các bác nhá. Đấy. Còn hoa thì mấy chục nụ, mấy chục cái nụ thôi nhá. Ô đẹp lắm các bác nhá. Cái giò này thuần không biết là bao nhiêu năm rồi thôi nhá. Lá của nó rất là dày và rất là cứng các bác nhá, đẹp lắm, sếp. Nó ăn nắng các bác ạ, nó ăn nắng ăn mưa. Những cái chậu này là mình thuần dân dã, dân thuần đi các bác ạ. Cho nên là các bác về cứ thế này chơi thôi nha, nó không có phải lo ngại cái gì hết ạ. Bởi vì mình cho nó ăn nước mưa, nước nã quen rồi các bác. Đó, đẹp lắm. Đẹp lắm các bác nhá. Cái trụ quế to này anh Mai lên giá là 3 triệu 8 các bác nhá. 3 triệu 8 cho cái trụ quế to này. Đấy. Rất là hợp lý các bác ạ. Chậu này sang năm thì đẹp lắm các bác nha. 20 ngọn cơ mà các bác. 20 ngọn đây. Mấy chục cái vòi hoa. Một chậu tác phẩm luôn và nó chỉ có một vế thôi, rất là đẹp. Gỗ lũa này thì bao bền các bác nha. Đấy, đẹp lắm. Phân bó trên đỉnh các bác nha. Rồi mai lên chậu quế số 2 nhá. Các bác chờ xíu em sẽ lên chậu quế nhăn. Chậu quế số 2 đây ạ. Cái này 3 ngọn. Ba ngọn đẹp lắm các bác nhá. Ba ngọn đẹp thuần rồi. Đấy, thằng thuần rồi. Các bác về cứ sẵn này chơi chơi nhá. Chậu này thì mai lên giá là 380 nhá. Đấy, chậu quế số 2 là 380 bác nhá. Chậu quế số 1 cái kia là trụ tác phẩm. 380 ạ. Còn một chậu này nữa. Chờ xíu lên phi điệp bác nhá. Ui chậu này 1 2 3 4 ngọn to. Và một ngọn quế nhăn các bác nhá. Bốn ngọn to và một ngọn quế nhăn. Đây ạ. 1, 2, 3, 4. Lá rất to đẹp các bác nhá. Nhưng mà cứ để đây nó đẹp không ảnh hưởng gì các bác nhá. Đấy. Chậu này em lên giá là 600 các bác nhá. 600. Đây ạ. Chậu quế to này là 600 các bác nhá. Bốn ngọn to, một ngọn quế nhăn các bác nhá. 600. Rồi em lên chậu số 3 các bác nhá. Đây một con này đẹp quá này. Một con thôi nhá. Chậu này được một con. Cây cao được hơn 50 cm các bác nhá. Hơn 50 cm. Được một con đẹp lắm này. Đây các bác nhá. Đây nụ dài rồi các bác nhá. Nụ dài rồi. Đó, nụ dài rồi. Chậu này Thanh Mai lên giá là 800 các bác nhá. 800. Quế mẹ con này 800. Đó, đẹp lắm. Cổ rụt mẹ to các bác này. 800 thôi nhá. Đấy.
Chậu quế trắng tháng 8 số 3 là 800. Em lên luôn chậu quế lá nhân các bác sưu tầm nhá. Hai cái nụ dài. Cái này về các bác làm con được nhá. Bởi vì cây nó rất là khỏe mạnh. Cái này về các bác làm con được. Đây là chậu quế lá nhân các bác nhá. Đẹp lắm. Đây. Lá nhân các bác nhá, hơi bị vóng nắng cho nên cái chỗ này là nó bị nhìn nó mất sóng nhân các bác nhá. Đấy. Sóng nhân của nó này. Đây. Đấy. Đẹp lắm đây. Các bác nhá. Đẹp lắm. Chậu quế lá nhân này Thanh Mai lên giá là 1,2 triệu các bác nhá, 1,2 triệu. Đấy, chậu quế lá nhân này Thanh Mai lên giá 1,2 triệu, rất là yêu thương. Chậu quế lá nhân này Thanh Mai lên giá là 1,2 triệu cô chú bác anh chị nhá, 1,2 triệu. Cao lắm. Cái này nó tiềm năng. Nó tiềm năng là nó sẽ đẻ con cô nhá. Đấy, với cái bộ gốc như này. 1,2 triệu cô chú bác anh chị nhá. Và kiểu vuông lục bắc các bác này. Kiểu vuông lục bắc các bác nhá. Đấy, chậu này 250 các bác nhá. 250k. Mai có 2 chậu. 250k nha, nhiều thân lắm. Cái này bỏ đói, người ta có cho ăn cái gì đâu các bác ơi. Không chứ cho ăn cái gì đâu nhá, cái này thuần dân. 2 4 6 8 10 12 14 15. 16 cái mầm luôn ấy. Đây ạ. 250 các bác nhá, 250. Về các bác thả phân vào nhanh tốt. Đây là kiều vuông lục bắc. Tết ngắm hoa nhá. Cái này là tím yên tử các bác này. Tím yên tử các nhá. Đó. Cái này là kiều tím yên tử, chậu cũng rất là nhiều mầm gốc này. Đấy, kiều tím yên tử này Thanh Mai lên giá là 220 các bác nhá, 220. Chậu kiều tím yên tử là 220. Đó, 220. Bắt đầu lấy 2 chậu thì là 2 chậu thì em để là 400. 2 chậu em để là 420 các bác nhá, 2 chậu 420. Và Thanh Mai lên các bác 1 chậu 5 cánh trắng Phú Thọ. 1 chậu 5 cánh trắng Phú Thọ. Lá mít siêu đẹp các bác này. Chậu này là 1 chậu lái các bác nhá. Đây. Chậu này sang năm, kể cả năm nay mà. Chậu này sang năm các bác ngắm được nhiều hoa lắm. Đây. Cái này 5 cánh trắng Phú Thọ các bác nhá. Ôi dồi ôi. Hoa gửi thì khả năng các bác miền Bắc là vẫn được ngắm hoa. Đấy, hoa thì Thanh Mai không bảo hành thôi nhá. Các bác người miền Bắc là khả năng vẫn được ngắm hoa, còn các bác miền Nam thì không biết được ạ. Nói chung là không bảo hành hoa đâu nhá. Đấy. Mấy hôm bận quá không lên chia sẻ với các bác được. Nó nở hơi nâu. Đẹp lắm các bác nhá. Đây là chậu 5 cánh trắng Phú Thọ các bác nhá. Đây này. Đấy. Năm này, 6 này, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cái mầm gốc các bác nha, 14 cái mầm gốc, Thanh Mai chưa đếm kỳ, Thanh Mai chưa đếm kỳ. Đấy, 14 cái mầm gốc chậu tác phẩm này, chậu 5 cánh trắng Phú Thọ tác phẩm này nhá các bác nhá. Đây là chậu này Thanh Mai để rẻ cho các bác này, bán hộ các bác nhá. Đấy, Thanh Mai bán hộ để rẻ cho các bác này. 900 cô chú bác anh chị nhá, 900 chậu 5 cánh trắng Phú Thọ. Chậu lái to siêu đẹp này. 900 thôi cả nhà nhá. Ôi giời, yêu thương cực kỳ luôn ạ. Có 2 chậu 5 cánh trắng Phú Thọ các bác nhá. Đây chậu nữa này. Ôi kỳ này các bác này. Mình về mình cắt ra là được một chậu nữa. Những cái kỳ này về các bác cắt ra được chậu nữa nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Chậu này là 9 cái mầm gốc to các bác nhá. 9 mầm gốc to sang năm bắc 9 thân hoa. Còn những cái thân này Thanh Mai không đếm nhá. Những cái cây này rất là nhiều nên không đếm này. Về các bác làm thêm một chậu nữa. Về các bác cứ cắt cái khúc cây này ra mà có cuốn vào chậu là được một chậu nữa nhá. Ghim chắc lại. Đấy. Sang năm được một chậu hoa nữa. Đẹp cực kỳ luôn. Đấy. Chậu năm cánh trắng Phú Thọ to này các bác nhá. Đấy, toàn chậu nái mà. Toàn chậu nái các bác nhá, đẹp lắm. Đấy, đẹp lắm, thơm lắm các bác. Chậu này Thanh Mai lên giá là 800 các bác nhá, 800. Đây bán hộ.
800 cả nhà nhá. Đẹp không? Một chậu ám cổ Văn Giang các bác nhá. Ui, ám cổ Văn Giang phải nói là hoa rất là đẹp các bác nhá. Hoa rất là đẹp, cái này là nó cũng đang tàn rồi các bác ạ. Nó đang tàn rồi. Thì ai chụp trên Zalo đẹp lắm. Này nó đang tàn rồi. Các bác về ngắm được ngày nào thì ngắm. Này, mai không bảo hành hoa thì mai chỉ bán cây nhá. 1, 2, ủa ôi, mầm gốc to mập đẹp lắm. Mà còn đói ăn thì các bác nhá. Không cho cái gì các bác về thả phân tan chậm vào nhá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16. 16 cái mầm gốc mà thì mai chưa đếm kỳ nhá. Kỳ dày đây này. Kỳ dày các bác nhá. Ôi, kỳ này là có được một chậu nữa này. Đấy, hình mai chưa đếm kỳ 16 cái mầm gốc. Sang năm các bác được một chậu hoa to. Đẹp lắm, ám cổ Văn Giang các bác nhá. Ám. Đấy. Chỗ này hình mai lên giá là 1 triệu các bác nhá. 1 triệu cho chậu ám cổ Văn Giang này. Đẹp lắm. Thôi để các bác 900 nhá. 900. Đẹp lắm cả nhà. Đấy ạ. 900 chậu ám cổ Văn Giang các bác nhá. Rồi anh mai lên cái chậu hồng hồng cánh mai các bác nhá. Hồng cánh sen ấy, hồng cánh mai. Ôi. Nó đẹp lắm cả nhà. Cái này nhá. Hồng cánh sen các bác nhá. Cánh mai và cánh sen các bác nhá. Đấy. Đấy. Hoa của nó là hoa màu hồng cánh sen các bác nhá và cánh mai, đẹp lắm. Chậu này bác vào ngày xưa bác mua nhiều tiền lắm đấy. Khuôn hoa đẹp lắm các bác ạ, nó mới đang trúng chím thôi. Đây, mà cái dòng này lá cũng to đẹp, ui sai hoa lắm các bác này. Và đặc biệt là nó rất là sai hoa, kỳ này các bác này, kỳ này, nụ này. Đó, chậu này là chậu cánh mai, hồng cánh sen các bác nhá. Ui đẹp không, lá này. Ui cái giống này nó là giống lá to không nhá, là mít, đẹp. Vì là những cái mầm gốc này nó lên mà bị bỏ đói. Nụ này. Các về thả phân tan chậm vào. Ui. Nụ chi chít ở dưới này các bác nhá. Nhiều lắm. Chùm chùm này. Rất là nhiều chung quanh luôn. Ở trên này. Ui này. Đẹp không? Kỳ này. Đấy, những cái kỳ này là về có được một chậu nữa nhá. Đẹp lắm. Đây ạ. Chậu cánh mai hồng cánh sen này nhá. Màu hồng cánh sen và cánh của nó là cánh mai đẹp cực kỳ luôn. Ui. Chậu đẹp lắm, về các bác ngắm hoa nhá. Đây là chậu này hôm mai lên giá là 900 nhá, 900. Ui, đẹp cực kỳ luôn. Mặt hoa xuất sắc ạ. Đang hé thôi, bay công phút con nhá. 900 cả nhà nhá. Nữa các nhá, hồng mắt xước. Mai còn một chậu hồng mắt xước này. Nhìn cái chậu màu hồng nụ nó thân lá nó đã khác rồi. Những cái chậu màu hồng này thân lá nó hay cái kiểu như là bóng và mềm như này này. Rất là bóng. Bác nào chưa có chậu màu hồng cánh sen mắt xước này thì lấy ạ. Vì thường là các bác có màu tím này và mắt đỏ này. Đấy, cũng có cái là tím, tím hết. Cứ sưu tầm cho nó đầy đủ mặt hoa các nhé. Đây là chậu hồng ấy. Bác nhìn thân lá này, hồng là nó như vậy. Lụ rải rác các nhé. Lụ đây đây. Lụ của nó đây ạ. Đẹp lắm. Đấy, hồng mắt xước các bác nhé. Chậu hồng mắt xước này thì mai lên giá là 900k các nhé. Chậu quá to luôn. Chậu hồng mắt xước này, 2 này, 3 này. Để em đếm mầm gốc nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. 21 cái mầm gốc các bác nhá. Chậu này chậu to mà. 21 cái mầm gốc. Các bác đây này, nó là một chậu hồng các bác nhá. Hồng lá nó vậy đấy. Đẹp lắm. Chậu này 900 cả nhà nhá. Rồi hôm nay Thanh Mai lên cần đấy các bác nhé. Cô chú anh chị vào mua hàng ủng hộ Hoa Lan Thanh Mai theo số điện thoại là 0372 094 157. Xin kính chào và hẹn gặp lại ạ.